What's it like? Okay. gần 6 giờ chiều. Chào các bạn, bây giờ là gần 6 giờ chiều. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 3 tháng 3, 2023. Mình sẽ quay cho các bạn xem coi một cái khung cảnh vào ngày chiều thứ 6 ở bên Canada nó như thế nào. Cái video này thì mình sẽ không có comment nhiều, mình sẽ không có nói nhiều, mình sẽ chỉ quay nhiều để cho các bạn xem cái khung cảnh của một cái ngày chiều thứ 6, khoảng 6 giờ chiều ngày chiều thứ 6 ở bên Canada nó như thế nào. Rồi tùy theo cái sự suy nghĩ của các bạn xem coi là người dân Canada tận hưởng cái ngày thứ 6 nó như thế nào. Đây là trong một cái khu shopping mall ở Canada. Khu shopping mall này là bên ở bên trong các bạn. Như các bạn thấy là bên trong nè. Đó. Thông thường bên Canada hiện bây giờ là vào đầu tháng 3 cũng vẫn còn rất là lạnh các bạn. Thành ra là những cái sinh hoạt đều là nằm ở trong những cái khu shopping mall ở bên trong nhà kính.
Đây là khu ăn uống. Để mình đi cho các bạn xem cái từng khu ăn uống ở đây nó có những cái món như thế nào. Thái Lan. Thank you.
cà phê de pho, những cái món ăn ngọt à. Sushi. Có món ăn bên châu Á giống như sushi rồi Thái Lan khá là được ưa chuộng ở Canada các bạn. Này là mấy cái món ăn ở Á Rập. Subway. Subway giống như là bánh mì ở Subway giống như là những bánh mì các bạn. Với lại cái gì cũng là cái sandwich gì đó. Rất là đông, hôm nay chiều thứ sáu là bà con đi ra ngoài ăn rất là đông các bạn. Và đồng thời cái tuần lễ này là cái tuần lễ gọi là Spring Break, tức là cái tuần lễ mà giữa cái mùa đông, tức là mùa đông tuyết rất là nhiều, rồi sau đó cái tuần lễ kế tiếp đó là cái tuần lễ mà cái mùa đông nó tương đối là nó dừng lại đó, thành ra người ta gọi là cái tuần lễ gọi là Spring Break, nghỉ giữa mùa đông. Trong cái tuần lễ mà Spring Break á thì học sinh những cái lớp mà tiểu học được nghỉ các bạn. Thành ra đó là tại sao người ta có thể, đó là tại giải thích tại sao là cái hôm nay thứ sáu, cái tuần lễ trong cái ngày tuần lễ Spring Break rất là đông người đi ra ngoài để mà người ta hưởng thụ cái tuần lễ mà sau cái mùa đông rất là lạnh. Hình như cái món này của món ở bên Mediterranean các bạn, cái vùng Trung Đông. Poulet rouge.
để ra chỗ đó, rồi có cái người đi dọn. Mỗi một giờ là có những cái người đi dọn các bạn, thật ra rất là sạch. Surakiba, món ăn của Greek, tức là cái Hy Lạp. À, phốc phốc, món ăn của Tàu. Salad, món ăn của vùng Trung Đông, salad với lại dầu ô liu. Không ai, tại vì cái này là chủ yếu là những cái món ăn vào buổi sáng các bạn. Không hiểu tại sao người ta lại tiếp tục người ta bán vào buổi tối, thành ra là không có nhiều khách lắm. Cái bảng như các bạn thấy ở đây là toàn là bên trong nhà không các bạn. Rồi, bây giờ mình tạm dừng cái video clip này ở đây. Bây giờ là 6:15, nãy giờ cũng được 45 phút rồi. Tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video clip kế tiếp.